Hi, chào mừng tất cả bạn quay lại với channel Nguyễn Nam Gamer của mình. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series là mình sẽ chia sẻ tiếp file led nha. Thì đây là video trước mình đã đăng một cái video và có chia sẻ là skin nhà xe Anh Thành, led Anh Thành. Đó, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục sử dụng con xe này để mình sẽ mod led vào và chia sẻ cho anh em file led đó. Thì đầu tiên thì như các bạn biết là khi mà các bạn đã tải cái file led về rồi thì mình mặc dù các bạn đã biết rồi nhưng mà mình vẫn nói thêm để một số bạn nào chưa biết thì các bạn sẽ làm theo. Cho nên là bạn nào đã biết rồi thì thông cảm nha, mình sẽ nói ngắn gọn trong vòng 1 phút thôi. Đó thì sau khi mà các bạn sẽ tải về cái file led, mình sẽ để phần mô tả, link đó thì không có password viết gì cho các bạn. File led này thì mình sẽ chia sẻ đó là nhà file led của nhà xe Rạng Đông. Nhà xe Rạng Đông nha. Ở video trước thì có một bạn đã cũng đã comment. Cũng đã comment làm yêu cầu mình làm nhà xe Rạng Đông. Đó thì hôm nay mình sẽ mod. Thì đầu tiên các bạn tải về thì file mod nó là sẽ nằm trong cái phần đây. Rạng Đông này. Rạng Đông sau khi bạn tải về, anh em tải về thì nó sẽ nằm trong phần download và nó sẽ có cái định dạng file như thế này anh em. Kéo này ra nè. Đó, file led này nó sẽ có cái đuôi là gạch led Rạng Đông. Thì sau khi anh em tải về thì anh em nhớ là anh em sẽ đổi lại cái tên nó nha. Anh đổi lại cái tên nó để cho cái file OBB nó đọc. Đó, anh em xóa khúc này đi. Rồi, anh em lưu lại. Việc bây giờ là chúng ta sẽ vào trong cái ứng dụng Zativer, anh em mở Zativer lên. Đó, Zativer là biểu tượng này này. Anh em nhấp vào. Thì anh em sẽ chọn bộ nhớ thiết bị và nó sẽ liệt kê cho anh em một danh mục file như này. Thì anh em sẽ mở cái Android này, anh em vào phương mục Android nó có cái hình người màu trắng trắng này này đó, anh em nhấp vào. Rồi sau đó anh em sẽ chấm nhấp vào dòng chữ OBB. OBB rồi thì ở đây nó có là compile với lại cái file trên, thì đây là cái file OB của cái game, thì anh em nhấp vào compile nha. Đó rồi nhấp mở này lên, anh em bấm vào xem nha. Đó thì nó sẽ mở lên khai cái mục như này, thì anh em chỉ nhấp vào phần asset, nhấp vào phần asset nha, nhấp vào asset thì nó sẽ hiện lên như này. Anh em nhấp vào phần bin, nhấp vào rồi sẽ thêm vào data, mở data lên. Rồi thì đây là tất cả những cái file mà của cái game nó đã được nén vào trong file này. Thì tất nhiên là mình sẽ cần phải mod cái file led vào ở trong cái thư mục này. Thì để mod như thế nào thì các bạn phải bấm vào dấu cộng màu xanh ở dưới góc phải màn hình này, bấm vào thì nó sẽ hiện thêm cái dòng này, thì bạn sẽ nhấp vào cái ô phía trên cùng màu xanh này, nhấp vào. Rồi bây giờ thì việc đơn giản, bây giờ thì anh em cứ di chuyển tới chỗ cái phần mà anh em lưu cái file led về. Thì file led Rạng Đông thì mình đã để nó nằm trong file download này, anh em nhấp vào download thì xuống phía dưới này thì nó sẽ phần mod led mới. Thì anh em nhớ là lưu đâu thì anh em lấy đó nha. Thì ở đây là cái bản led mình đã chia sẻ cho anh em này, hữu nghĩa hữu hậu này, và đây là Rạng Đông nha. Nhấp vào thì để cái file này mình đổi tên thì nó sẽ không còn cái tên Rạng Đông nữa, thì anh em sẽ nhấp vào nó này, nó sẽ xanh lên. Sau khi nó xanh lên thì anh em bấm cho thêm này, bấm cho thêm rồi nha. Đó thì anh em đợi cũng còn 5 giây 10 giây nó sẽ load rất là nhanh, tại file này cái dung lượng rất là nhỏ bạn, chỉ có mấy kilobyte thôi. Việc mod game giờ nó đã trở thành rất khá thông dụng và nó làm cho cái giao diện game của mình cũng như là các hiệu ứng game này kia nó thêm sống động, thì anh em mod được cứ mod vào cho nó sinh động. Ok thì bây giờ mình đã mod xong rồi này, nó đã vào trong đây rồi, thì mình sẽ quay trở ra, mình sẽ chọn mình tắt hai cái cửa sổ, một cửa sổ game với một cửa sổ Zativer, mình tắt đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào lại game xem thành quả đó, thì nó sẽ clock trong vòng mấy giây thôi, rất là nhanh. Mình khá là ưng ý khi mình làm cái giao diện này các bạn. Chọn một cái phông màu không. Đây ơi, anh em thấy không? File led Rạng Đông này nó rất là tuyệt vời luôn, anh em phải nói là nó tuyệt vời. Nó rất là rõ luôn, mình đã tăng cái độ led, tăng độ sáng led lên rất là nhiều lần cho anh em xem. Thì hy vọng anh em sẽ thích nó đó. Em đi nhìn nó đã rất là tuyệt vời luôn. Ở đây mình chọn
Ở đây giờ lúc trước mình đã nói rồi, nó có rất là nhiều hiệu ứng LED thì anh em có thể chọn nó nha. Hiệu ứng đoạn LED thì anh em chọn dưới phần này nè, này là hiệu ứng dưới LED nè đó. Thấy chưa, nó đã thay đổi chưa đó, thấy chưa. Còn hai cái này đó, bây giờ cái bảng LED này nó thêm cái chữ không, anh em thấy nó thêm cái màu đọt chuối không, và thêm cái màu xanh lam không. Còn cái hồi nãy á, cái này thì nó không có hiện ra này, mất tiêu rồi. Tùy cái, và cái này cũng càng đẹp nữa, thấy chưa, cái này nó huyền ảo nữa. Thì anh em cứ chọn, anh em thích kiểu nào anh em chọn cái đó nha. Thì nhà xe rạng đông thì mình nghĩ là anh em đã có skin rồi, cho nên là anh em mới yêu cầu là làm led rạng đông. Thì anh em cứ thích led nào thì cái yêu cầu mình sẽ làm chia sẻ cho anh em nha. Led fluorescent luôn, dạo này nó đã lên rất là tuyệt luôn, rất là đẹp luôn á. Thì anh em muốn làm led nào thì tiếp tục comment dưới phần bình luận, mình sẽ làm và chia sẻ cho anh em trong thời gian tới. Đồng thời anh em đừng quên để lại một like, một share, và nếu mà chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh và nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo, cũng như là tạo cho mình nhiều cái động lực mình làm thêm nhiều video hấp dẫn nữa cho anh em nha. Ok, cảm ơn rất là nhiều và hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Và anh em nào thích online thì anh em cứ comment là thích online, thì mình sẽ tạo một cái lịch nào đó thì chúng ta sẽ cùng online trên tựa game Bus Indonesia này. Cảm ơn anh rất là nhiều, hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Đẹp, rất là đẹp luôn. Thank you.